Xin chào quý vị và các bạn, Lan Ngọc rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Phong cách và cuộc sống để cùng cập nhật những tin tức thú vị đến từ thế giới thời trang. Và để biết ngày hôm nay chương trình mang đến điều gì cho quý vị thì chúng ta đừng bỏ lỡ những chuyên mục của chương trình ngày hôm nay nha. Trước khi bắt đầu với chương trình, Lan Ngọc xin gửi lời cảm ơn đến thương hiệu mỹ phẩm King Beauty Đinh Hương và Hoa Cao Sơ Flower đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, hãy cùng điểm qua những tin tức mới nhất trong tuần nha. Vừa qua, tại trung tâm tiệc cưới Queen Plaza Kỳ Hòa, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Viện Thẩm mỹ làm đẹp Angel Beauty đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động với sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng giải trí Việt cùng các doanh nhân và khách hàng thân thiết đã gắn bó với thẩm mỹ viện trong suốt những năm qua. Buổi tiệc, các khách mời đã được nhìn lại hành trình 10 năm đầy sóng gió và thử thách của đội ngũ lãnh đạo cũng như nhân viên, đồng thời cũng được nhìn thấy những thành quả mà tập thể đã giành được trong suốt 10 năm hoạt động. Cùng với đó, bài hát dành riêng cho tập thể công ty cũng đã được cất lên như một lời tri ân sâu sắc dành cho các khách hàng đã luôn ủng hộ và đồng hành trên những bước đường phát triển. Tổng giám đốc Mã Đào Ngọc Bích đã đánh dấu một bước đường phát triển mới của công ty, mở ra cánh cửa đi tới những thành công mới trong tương lai. Có thể thấy trong thời kỳ hiện nay, khi mà việc làm đẹp của con người ngày càng nâng cao và có những bước tiến mới thì Angel Beauty đã nắm bắt được nhu cầu đó và ngày càng cải tiến, đưa đến những dịch vụ chất lượng tới khách hàng. Tại buổi lễ kỷ niệm, dòng sản phẩm mới mang tên The Meet cũng đã được giới thiệu đến các khách mời nhằm đem đến vẻ đẹp mới cho những quý cô. Với dòng sản phẩm mới này, công ty hy vọng rằng những khách hàng sẽ đẹp tựa như những nữ thần, cuốn hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Để bắt đầu cho một chương mới trong hành trình phát triển, Viện Làm Đẹp Angel Beauty còn công bố dự án tòa lâu đài làm đẹp The Beauty Chateau với quy mô 101 phòng hợp tác cùng công ty Lê Thành.
Đây hứa hẹn sẽ là một không gian làm đẹp đặc sắc, đem lại giá trị mỹ quan xã hội cũng như cho ngành du lịch nước nhà. Có một lần tôi nghe những người có quan hệ với nhau, không phải nói tôi nghe lén, chắc là nó làm tài xế cũng vậy gì đó, nghe lén là có một cô gái là có một cô gái làm một tòa lâu đài làm đẹp, đó là đẹp đến như thế, mà cái tòa lâu đài này thì vừa theo cái câu chuyện cổ tích một ngàn đẹp kinh, tất cả những người nghe cái câu chuyện này đều nói đây là tiếng ngạc nhiên, bao lâu không hiểu đây là ở đâu làm được công việc này khi mà làm được tòa nhà, vị trí ở đâu, thiết kế xây dựng tất cả đã sẵn. Sau đó tôi nghiên cứu tòa nhà này và tôi xin giới thiệu những tòa nhà này. Đây là một cái tòa nhà ngày xưa nó chỉ có 5 tầng thôi. Và chúng tôi làm cái bắt bạn nhìn thấy có 2-3 tầng, nó thứ nhất 5 tầng, nó thứ hai 5 tầng, nó thứ 18 tầng, 15 tầng. Và chúng tôi thiết kế nó ra một cái hình tam giác để chúng tôi thiết kế mà được. Và cái chuồng hai cái tháp nhỏ này cũng đỡ rồi đó. Nếu như mà lớn không có lọt lại 18 tầng cao 34 tầng trên tầng thì em nghĩ không thể có thiết kế, không thể giải quyết được cái bài toán một tòa lâu đài mà 84 mét. Đây là một rất kinh khủng trong thiết kế. Còn bản thân chúng tôi, bản thân đây thành là đạt ra hơn 50.000 căn hộ và thị trường này rất cực kỳ nan giải khi chúng tôi muốn cái bài. Để giải quyết cái bài này, tôi quyết định cuối cùng là gì? Nghiên dùng hai cái tháp này đỡ cái tháp này để nó không còn đơn điệu. Tổng diện tích sàn của cái tòa lâu đài này là 25.000 mét vuông sàn, diện tích đất là 7.000 mét vuông, họ làm lại mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, bề ngang mặt tiền 85.000 mặt tiền Võ Văn Kiệt. Và cái tòa nhà này hiện nay chúng tôi trong thiết kế tại thời điểm hiện nay ước lượng cái dự tính của tôi là 202 phòng, trong đó có 101 phòng là tòa lâu đài làm đẹp. Một phòng là 2 giường, có 202 giường, đây là tòa đàn sản xuất của mình. Với những thành công trước đó cùng những dự án sắp tới, Extra Beauty hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành với việc làm đẹp của các quý cô, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng thẩm mỹ làm đẹp tại thị trường Việt Nam và hơn hết đóng góp một phần công sức cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước.